Vì sao Bồ Tát muốn thỏa mãn hết thảy nguyện của chúng sanh? Đáp, Bồ Tát tu tập nhằm hai hạnh nguyện, đó là trên thì cúng dường chư Phật, dưới thì độ thoát chúng sanh. Bồ Tát cúng dường chư Phật là những đấng Pháp Vương nên được vô lượng phước đức. Bồ Tát do hạnh nguyện độ thoát hết thảy chúng sanh mà ra vào sanh tử, sống chung với chúng sanh, đưa họ vào Phật đạo, khiến họ được mãn nguyện, được an vui lợi lạc. Bồ Tát dùng tài Phật bố thí cho chúng sanh, khiến họ thoát khỏi cảnh đói khát, nghèo khổ bần cùng. Lại bố thí Pháp khiến họ thoát khỏi lưới tà ma ngoại đạo. Như vậy là Bồ Tát đầy đủ cả hai hạnh nguyện, cúng dường chư Phật và độ thoát chúng sanh, khiến họ được mãn nguyện. Hỏi, Bồ Tát có thể thỏa mãn hết thảy các nguyện của chúng sanh được không? Đáp, nên phân biệt hai thứ nguyện, nguyện có thể thỏa mãn được, nguyện không có thể thỏa mãn được. Ví như đứa trẻ muốn bắt bóng trong gương, muốn vớt trăng dưới nước, vân vân là những nguyện chẳng có thể thỏa mãn được. Ví như người cầu lấy lửa nơi gỗ, nơi đá, cầu tìm nước dưới đất, vân vân là những nguyện có thể thỏa mãn được. Bồ Tát giúp chúng sanh thỏa mãn những nguyện có thể thỏa mãn được. Lại nữa, cũng nên phân biệt hai thứ nguyện, nguyện thế gian, nguyện xuất thế gian. Ví như muốn có cơm no áo ấm, có nhà ở, có công việc làm ăn, vân vân là những nguyện thế gian. Ví như muốn được giải thoát vào niết bàn, vân vân là những nguyện xuất thế gian. Bồ Tát giúp chúng sanh thỏa mãn những nguyện thế gian chính đáng, rồi dần dần dẫn dắt họ vào con đường giải thoát giác ngộ. Hỏi, vì sao Bồ Tát chỉ dạy cho chúng sanh làm những việc dễ làm mà chẳng dạy cho họ những việc khó làm? Đáp, nguyện được an lạc ở đời này là việc dễ làm, nguyện được đời sau được an lạc ở niết bàn là việc khó làm. Từ khi sơ phát tâm, Bồ Tát đã muốn dạy cho chúng sanh tu hành theo chánh đạo, nhưng rất nhiều chúng sanh chẳng có kham nhẫn thọ hóa nên Bồ Tát phải dạy cho họ tu những pháp môn dễ tu như bố thí, tu phước, vân vân. Dù có những chúng sanh chẳng muốn tu, nhưng Bồ Tát vẫn chẳng bỏ rơi họ mà trái lại tìm mọi cách đến với họ. Bồ Tát cho họ ăn uống, cấp quần áo, chữa bệnh cho họ hưởng các thú vui, vân vân, nhằm kết duyên với họ, để đời sau họ vào được đạo. Bởi nhân duyên vậy nên Bồ Tát thường tu bố thí ba la mật, hiện thân vua chúa, thân trưởng giả giàu sang, đem tài vật bố thí cho vô lượng chúng sanh, khiến ai nấy cũng đều được cung cấp đầy đủ. Trong kinh có chép một chuyện sau đây. Cư sĩ Tần Đầu là một vị trưởng giả rất giàu có, lại có lòng từ bi rộng lớn. Ông phát nguyện hành đại bố thí. Nguyện như vậy rồi, ông ngồi lên chiếc giường làm bằng bảy báu thứ ngọc quý, truyền lệnh cho mở rộng cửa và ngày đêm sáu thời truyền đánh trống để dân chúng khắp nơi biết đến nhận sự bố thí. Khi dân chúng đã tụ tập đông đảo, ông bèn ngửa mặt lên không trung chú nguyện. Liền sau đó, mưa từ trên đổ xuống muôn vạn thức ăn uống đủ để cung cấp cho mọi người. Khi thấy mọi người đều đã mãn nguyện, ông mới vì họ nói pháp, khiến có rất nhiều người được đạo và được bất thối chuyển địa. Đây là trường hợp Bồ Tát dùng thần thông làm mãn nguyện chúng sanh. Hỏi, ngay khi Phật còn tại thế, chúng sanh cũng còn chịu cảnh đói khát nghèo nàn. Như vậy vì sao nói Bồ Tát có thể vận dụng các thần thông nhằm làm mãn nguyện chúng sanh được? Đáp, Bồ Tát trú ở thập địa đầy đủ ba la mật được bất thối chuyển rồi, có thể hoặc lên cung trời đâu xuất, hoặc thị hiện xuống trần gian độ vô lượng chúng sanh, hoặc thị hiện nhập niết bàn để lại xá lợi cho chúng sanh, đời sau xây tháp cúng dường khiến được nhiều lợi lạc. Đây là những hạnh nguyện của Bồ Tát. Còn nói về Phật thì phải nên biết rằng Phật thân phân biệt có chân thân, hóa thân. Chân thân của Phật biến khắp hư không, thuyết pháp truyền khắp mười phương thế giới, khiến các vị Bồ Tát chú thập địa có trí lực lớn đều được nghe và tín thọ. Hóa thân là thân biến hóa, thì hiện sanh ở các cõi để hóa độ chúng sanh. Như trường hợp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thị hiện thọ thân người, cũng đi đứng nằm ngồi, cũng chịu nóng lạnh đói khát, cũng thị hiện có sanh già, có sanh có già, có bệnh có chết, y như mọi người khác. Phật có đầy đủ công đức lực, nhưng chẳng làm mãn nguyện hết thảy chúng sanh, vì chúng sanh tham sân si vô cùng tận, khó có thể dứt sạch phiền não kiết sử, khó có thể thoát ra khỏi ngục tù ba cõi. Bởi vậy nên Phật đã vì chúng sanh chỉ bày cho họ niết bàn chân lạc. Nếu chúng sanh nào tín thọ lời dạy, tinh tấn tu hành, chắc chắn sẽ được mãn nguyện. Trong kinh Duy Ma Cật có nói, Phật chỉ cần ấn ngón tay là cõi ta bà này trở thành cõi thanh tịnh, đầy dãy bảy báu trang nghiêm. Thế nhưng chúng sanh do nghiệp chướng sâu dày, chẳng sao có thể hay biết được, do vậy mà chẳng được mãn nguyện. Lại nữa, trong bốn lối ăn gồm đoạn thực, xúc thực, tư thực và thức thực, thì đoạn thực làm tăng ích cho ba lối ăn kia. Cho nên Phật dạy bố thí thức ăn cho người được hưởng năm phước quả.
Đối với chư thiên thì các thức ăn uống đều là vị cam lồ, còn đối với loài người thì toàn là thứ bất tịnh. Mặc dù vậy, Bồ Tát vì thương xót chúng sanh, tùy thuận theo sự yêu thích của họ mà bố thí cho họ được đầy đủ các thức ăn uống, áo quần, chăn mền như đã nói trên đây. Khi đã kết duyên với họ rồi, Bồ Tát sẽ phương tiện nói pháp dẫn họ vào Phật đạo. Hỏi, nếu bố thí ba la mật được vô lượng phước báo, thì vì sao còn nói Bồ Tát muốn mãn hết thảy chúng sanh nguyện phải tu tập bát nhã ba la mật? Đáp, trước đây đã nói bố thí ba la mật phải hòa hợp với bát nhã ba la mật. Vì sao? Vì chỉ có bát nhã ba la mật mới phá được hết thảy chúng sanh tướng, bố thí như vậy mới được vô ngại. Cho nên nói, muốn dùng các thần thông để làm lợi ích cho chúng sanh phải tu tập bát nhã ba la mật. Kinh, này Xá Lợi Phất, Bồ Tát Ma Ha Tát muốn khiến chúng sanh trong hằng xa thế giới được đầy đủ sáu pháp ba la mật phải tu tập bát nhã ba la mật. Luận, hỏi vì sao nói Bồ Tát muốn khiến chúng sanh trong hằng xa thế giới được đầy đủ sáu pháp ba la mật phải tu tập bát nhã ba la mật? Đáp, Bồ Tát chẳng những muốn đem lại sự an vui lợi lạc cho chúng sanh ở trong đời này mà còn khiến chúng sanh được an vui lợi lạc cho vô lượng đời sau. Bởi vậy nên sau khi bố thí các thức ăn uống, áo quần, chăn mền khiến chúng sanh được an vui trong đời này, Bồ Tát lại dạy cho họ sáu pháp ba la mật, khiến họ được đầy đủ bốn đức là thường lạc ngã tịnh. Ở đời sau, tuy Bồ Tát hành đại bố thí nhưng vẫn còn nhiều chúng sanh vì tội cấu sâu dày vẫn chẳng có thể thọ nhận được. Ví như loài ngạ quỷ vừa thấy thức ăn thì thức ăn ấy đã biến thành lửa, chẳng sao có thể ăn được. Bởi nhân duyên vậy nên trong vô lượng kiếp, Bồ Tát chẳng bao giờ rời bỏ chúng sanh, mãi mãi theo chúng sanh để giáo hóa họ mà vẫn chẳng bao giờ nhàm chán. Hỏi, đạo Atula có nhiếp vào đạo quỷ không? Đáp, Atula chẳng có nhiếp trong đạo quỷ. Atula có sức lực đánh thắng cả tam thập tam thiên, lại thọ đầy đủ năm dục lạc, chẳng khác nào các chư thiên cả. Atula còn được gọi là thần Atula hoặc thiên thần Atula, mặc dù Atula thọ lạc kém hơn chư thiên rất nhiều. Hỏi, trong các kinh thường nói đến năm đạo chúng sanh mà thôi, vì sao ở đây lại nói đến sáu đạo chúng sanh? Đáp, phải có lúc nói năm đạo chúng sanh, có lúc nói có sáu đạo chúng sanh, nhưng cũng chẳng có gì sai khác cả. Như kinh Pháp Hoa nói đến sáu đạo gồm trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Bồ Tát dạy chúng sanh phải tu bố thí để khỏi rơi vào ba đường ác, ba ác đạo. Chúng sanh nghe nói như vậy, xả bỏ được tham sân si tu hành bố thí. Do nhân bố thí mà được hưởng quả báo ở đời sau, được ba thứ là lạc ở cõi người, nhân lạc, lạc ở cõi trời, thiên lạc, và lạc ở niết bàn lạc. Lại cũng do nhân bố thí mà mở được cửa vào Phật đạo, được đầy đủ sáu pháp ba la mật, được vô lượng công đức. Bố thí ví như đạo quân phá giặc kiết sử, ví như con thuyền lớn chở chúng sanh vượt qua biển sanh tử, ví như cỗ xe lớn đưa chúng sanh đến bờ giải thoát. Bồ Tát lại dạy chúng sanh tu trì giới, ví như con được cha mẹ nuôi dưỡng càng ngày càng khôn lớn thêm lên. Cũng như vậy, nếu giới được nuôi dưỡng sẽ càng lâu càng thêm tăng trưởng, sẽ trở thành thanh tịnh vô lậu. Giới là căn bản của người xuất gia. Người được tịnh giới ví như viên ngọc Mani Bảo Châu, có thể tùy theo nguyện ước của chúng sanh làm cho họ được thỏa mãn, được hoan hỷ. Sau khi dạy tu bố thí, tu trì giới rồi, Bồ Tát lại dạy chúng sanh tu nhẫn nhục. Nhờ nhẫn nhục mà bố thí và trì giới mới được viên mãn. Nhẫn nhục ví như chiếc áo giáp bảo vệ mạng sống của người chiến sĩ xông pha vào rừng tên đạn, ví như liều thuốc hay chữa trị các bệnh nhiễm độc, ví như kho tàng lớn chứa nhóm công đức, ví như núi đồng vững chắc ngăn chặn kẻ gian tà. Người cầu Phật đạo nguyện độ chúng sanh phải lấy nhẫn nhục làm lợi khí để tu tập các diệu hạnh. Người tu phải nghĩ rằng, nếu ta lấy sân để đáp lại sân là ta tự hại ta, do đời trước ta đã gây nên tội nên đời nay mới gặp phải những việc bất như ý. Nếu đời trước ta đã chẳng tu nhẫn nhục rồi mà đời nay ta lại cũng chẳng tu nhẫn nhục nữa, thì muôn đời ta sẽ phải chìm đắm trong khổ đau. Vậy ta phải tu xả các nghiệp nhân duyên đã tạo ra trong các đời trước, phải khởi lòng từ bi rộng lớn thương xót chúng sanh, ta chẳng bao giờ nổi sân nữa, vì lửa sân sẽ thiêu rụi dường công đức của ta. Người tu lại nghĩ rằng, Đức Phật dạy pháp vô ngã, nhưng chúng sanh mê muội điên đảo, chấp có ngã, có pháp, ngã và pháp đều do duyên hòa hợp sanh, vốn đều là tự tánh không. Lại nữa, niệm niệm sanh diệt nên là vô thường, chẳng có người đánh mắng ta, chẳng có ta chịu sự đánh mắng của người.
dẫn đến sự đánh mắng cũng chẳng có nữa, vì tất cả đều là rốt ráo không. Đã như vậy thì ta đâu có gì phải sân hận, phải bực tức nữa. Ta phải biết rõ chúng sanh cũng như pháp đều là rốt ráo không, đều là bất khả đắc. Như vậy mới hy vào được vô sanh pháp nhẫn. Bồ Tát lại dạy chúng sanh tu tinh tấn, người tu mà giải đãi chẳng có tinh tấn thì chẳng sao có được công đức thủ thắng. Tinh tấn có hai tướng, đó là hay làm các việc thiện hay trừ các việc ác. Có thuyết lại nói tinh tấn có ba tướng, đó là muốn làm các việc thiện, muốn trừ các việc ác, làm thiện và trừ ác không mệt mỏi, không ngưng nghỉ. Có thuyết lại nói tinh tấn có bốn tướng, đó là việc ác đã sanh phải trừ dứt, việc ác chưa sanh phải ngăn không cho sanh, việc lành chưa sanh phải khiến cho sanh, việc lành đã sanh phải khiến tăng trưởng. Người đời do tinh tấn mà vượt qua mọi khó khăn thử thách, dù phải vượt sông trèo núi cũng chẳng phiền lòng, quyết tâm đạt đến mục tiêu mong muốn. Người tu hành do tinh tấn mà thành tựu được hết thảy công đức, có đại từ đại bi đại trí huệ làm lợi lạc cho hết thảy chúng sanh. Tinh tấn chỉ giới bố thí là con đường phải theo của những ai muốn thừa sự chư Phật, muốn lợi lạc quần sanh. Vậy nên người tu phải nên tinh tấn tu hành các thiện pháp, chớ nên giải đãi. Bồ Tát lại dạy chúng sanh tu thiền định. Vì sao? Vì thiền định đem lại thanh tịnh lợi lạc ở đời này và pháp lạc nhiệm màu ở đời sau. Ví như người làm ruộng gieo giống lúa tốt để được mùa lúa tốt, người tu hành lìa bỏ thế gian lạc để được thiền định lạc. Thiền định dẫn sanh thật trí huệ, chiếu rõ các pháp như đèn sáng phá tan màn tối tăm u ám, khiến được bốn vô lượng tâm là từ bi hỷ và xả được các thần thông biến hóa. Khi được thiền ba la mật rồi sẽ được trí huệ bát nhã, rõ biết thật tướng các pháp. Người không có trí huệ ví như cầm thú, nên kinh có dạy rằng trí huệ là quý hơn hết. Trí huệ bát nhã tiêu trừ các phiền não, đoạn dứt các nẻo đường sanh tử. Nhờ trí huệ bát nhã mà được đầy đủ sáu ba la mật, được vô lượng Phật đạo, thành bậc nhất thiết trí. Do trí huệ bát nhã mà Bồ Tát quán chiếu được tâm niệm của các chúng sanh. Do được phương tiện bát nhã mà Bồ Tát khiến chúng sanh sang lìa được các huyễn pháp thế gian, tu sáu pháp ba la mật. Bởi nhân duyên vậy nên kinh nói Bồ Tát muốn khiến chúng sanh được đầy đủ sáu pháp ba la mật phải tu tập bát nhã ba la mật. Kinh muốn gieo trồng thiện căn nơi phước điển của Phật, từ khi sơ phát tâm cho đến khi thành bậc chánh đẳng chánh giác phải tu tập bát nhã ba la mật. Luận hỏi: trước đã nói về ba thiện căn là vô tham, vô sân và vô si, sau này lại nói về các thiện căn cúng dường, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ, dẫn đến thiện căn trì tụng kinh pháp, như vậy có gì khác nhau không? Đáp: những thiện căn phá tham sân si, bố thí, niệm về tu phước, còn những thiện căn cúng dường, lễ bái, trì tụng kinh pháp, thiền định, trí huệ là những pháp gieo trồng công đức vào nơi phước điển của Phật. Cũng như vậy, nhất tâm kiên cố niệm Phật được vô lượng công đức. Hỏi: trong kinh có nói đến nhiều thứ phước điển, ruộng phước, vì sao nay chỉ nói đến phước điển của Phật mà thôi? Đáp: tuy có rất nhiều thứ phước điển, nhưng phước điển của Phật là đệ nhất phước điển vậy. Ví như có thuốc hay mà chẳng có thầy giỏi, thì thuốc ấy cũng chỉ là vô dụng. Phật có vô lượng công đức, cho nên phước điển của Phật cũng vô tận. Phật khi còn là Bồ Tát đã kết duyên với hết thảy các chúng sanh, vì chúng sanh vô biên nên phước điển cũng vô biên. Lại nữa, Phật có đại từ đại bi, có mười lực, có bốn vô sở úy, bốn vô ngại trí, dạy chúng sanh đoạn các phiền não, dẫn chúng sanh vào ba thừa đạo, vào niết bàn tịch tịnh. Bởi vậy nên trong kinh nói phước điển của Phật là vô thượng phước điển. Hỏi: hết thảy các pháp đều do duyên hòa hợp sanh nên đều là vô thường cả, như vậy vì sao nói phước đức gieo vào pháp niết bàn là vô tận? Đáp: Phật rõ biết từ khi sơ phát tâm đến khi thành Phật rằng các pháp tuy niệm niệm sanh diệt mà quả báo vẫn nối tuôn, chẳng bao giờ dứt đoạn, nên là vô tận. Ví như ngọn đèn khi đã được thắp sáng rồi, mặc dù ánh sáng sanh diệt chẳng hề ngưng nghỉ, nhưng nếu dầu được cung ứng điều hòa, tương tục thấm vào tim đèn thì ngọn đèn sẽ được duy trì vô tận vậy. Cũng như vậy, hạt giống tâm khi đã được gieo trồng vào phước điển tốt thì sẽ chẳng bao giờ mất, nên gọi là vô tận. Bồ Tát rõ biết Niết Bàn là vô tận, nên phước đức gieo vào pháp Niết Bàn cũng là vô tận. Hỏi: Niết Bàn vô tận thì phước đức cũng vô tận, như vậy vì sao lại nói từ khi sơ phát tâm đến khi thành Phật, nếu muốn có được quả báo vô tận thì phải tu tập bát nhã ba la mật? Đáp: phước đức do lực trí huệ, Niết Bàn do lực công đức. Vì công đức là bất sanh bất diệt nên quả báo Niết Bàn được thành tựu cũng vô cùng vô tận. Ý như vào không tam muội để quán thế gian vô thường, rồi vào vô tướng tam muội, vô tác tam muội để quán thế gian là vô tướng vô tác. Bởi vậy
Nếu muốn gieo trồng thiện căn và phước điền của Phật thì phải tu tập bát nhã ba la mật. Kinh: muốn được chư Phật khắp mười phương tán thán danh hiệu của mình phải tu tập bát nhã ba la mật. Luận: hỏi, Bồ Tát quán pháp không được vô ngã rồi, sao lại còn muốn được chư Phật tán thán danh hiệu của mình? Đáp: Phật pháp có hai pháp môn, đó là thế tục môn, đệ nhất nghĩa môn. Ở nơi thế tục môn, người tu tuy rằng đã rõ biết các pháp đều là giả danh, nhưng vì muốn được Phật ấn chứng đạo vô thượng Bồ Đề, nên muốn được các đức Phật tán thán danh hiệu của mình. Lại nữa, Bồ Tát muốn tin chắc chắn là mình đã được a bệ bạt trí bất thối chuyển hay chưa, nên muốn được Phật ấn chứng. Vì sao? Vì chỉ có Phật mới thấy được công đức của người tu, mới như thật tán thán mà chẳng có lầm lẫn. Phật là bậc nhất thiết chủng trí, nên những lời tán thán của Phật là như thật tán thán, chẳng có tăng, chẳng có giảm. Bởi vậy, nên người tu hành chỉ muốn Phật khen ngợi công đức của mình vậy. Hỏi, tâm Phật bình đẳng chẳng có phân biệt, vì sao chỉ tán thán Bồ Tát? Đáp, tuy Phật chẳng có phân biệt, chẳng có thương ghét, nhưng do tâm đại bi thương xót chúng sanh, do muốn dìu dắt chúng sanh vào Phật đạo, mà Phật tán thán danh hiệu cùng công đức của chư vị Bồ Tát. Phật tán thán chư vị đại Bồ Tát nhằm hai mục tiêu, đó là tán thán người chân tu nhằm phá các ác ma, tán thán Bồ Tát nhằm khuyến dụ chúng sanh phải nhất tâm cung kính Bồ Tát, nhờ vậy mà dễ thành tựu được Phật đạo. Hỏi, Phật tán thán Bồ Tát bằng cách nào? Đáp, ở giữa đại chúng, Phật muốn khiến chúng sanh vào được vi diệu thậm thâm pháp nên tán thán Bồ Tát. Có thời Phật nói, vị Bồ Tát này đã vào được pháp không, trải lòng từ bi với hết thảy chúng sanh, đã được vô sanh pháp nhẫn, thường khởi các nghiệp thiện ở thân khẩu ý, tùy ở trong sanh tử mà vẫn có niết bàn, tùy trú ở nơi ba giải thoát môn mà chẳng có rời bỏ bản nguyện lợi sanh. Công đức như vậy thật là vô cùng to lớn. Có thời Phật nói, vị Bồ Tát này tuy chưa được vô sanh pháp nhẫn mà có lòng đại từ đại bi, thường vì chúng sanh hành đại bố thí, như dùng rượu như ý bảo châu bố thí, đem lại sự ấm no cho nhân dân trong nước. Có thời Phật nói, vị Bồ Tát này đem đỏ mắt tủy não bố thí, Bồ Tát này bố thí mà chẳng hề tiếc thân mạng, như vậy nên được vào pháp vị được đầy đủ các thần thông. Có thời Phật nói, vị Bồ Tát này tu khổ hạnh mà vẫn chẳng cho là khó làm, Bồ Tát này có chí nguyện rộng lớn như vậy, có lòng đại bi như vậy, thường ái lạc Phật, như vậy thật là hy hữu. Phật thường tán thán các hạnh bố thí trì giới nhẫn nhục nơi các Bồ Tát, nhằm phát khởi tín tâm thanh tịnh nơi chúng sanh. Phật lại tán thán các hạnh tinh tấn thiền định trí huệ nhằm khuyến khích Bồ Tát hành Bồ Tát đạo, và cũng nhằm khuyến khích chúng sanh theo gương Bồ Tát mà hành đạo. Phật thường tán thán các đại Bồ Tát như các ngài Văn Thù Sư Lợi, Duy Ma Cật, Quán Thế Âm, Đại Thế Chí, Phổ Hiền, vân vân. Trừ Bồ Tát này ra vào sanh tử khắp ba cõi, biến hóa vô số thân vào trong các loài để giáo hóa chúng sanh. Phật lại thường nói, các việc hy hữu trong ba cõi đều do các hóa thân Bồ Tát làm nên cả. Bởi vậy nên kinh nói, Bồ Tát muốn được tán thán danh hiệu của mình phải tu tập bát nhã ba la mật. Kinh: muốn nơi một niệm có thể ứng hiện khắp hàng xa thế giới Phật trong mười phương phải tu tập bát nhã ba la mật. Luận: Bồ Tát có thần thông biến hóa nên ở nơi một niệm có thể ứng hiện khắp mười phương thế giới. Hỏi: trong kinh nói, trong một sát na có sáu niệm khởi, như vậy nơi một niệm làm sao có thể ứng hiện khắp mười phương? Đáp: trong kinh có nói đến năm sự việc chẳng có thể nghĩ bàn, đó là nghiệp báo của chúng sanh nhiều ít chẳng thể nghĩ bàn, lực thiền định của đại chúng tọa thiền chẳng thể nghĩ bàn, lực của Long Vương chẳng thể nghĩ bàn, Phật lực chẳng thể nghĩ bàn, thần thông lực của Phật chẳng thể nghĩ bàn. Khi Bồ Tát vào thiền định có đầy đủ thần thông lực rồi, thì ở nơi một niệm có thể đi đến mười phương thế giới. Chỉ có Phật và các vị đại Bồ Tát mới có được thần thông lực này. Lại nữa, Bồ Tát có vô sanh nhẫn lực, phá được các vô minh phiền não, nên ở nơi một niệm có thể biến hóa thành vô lượng thân. Lại nữa, Bồ Tát có trí huệ lực, nên có thể chuyển lớn thành nhỏ, chuyển nhỏ thành lớn, biến vô lượng kiếp thành một ngày, chẳng có gì ngăn ngại cả. Bởi vậy nên chẳng có nguyện gì mà Bồ Tát chẳng được đầy đủ. Trong kinh Duy Ma Cật có nói, Bồ Tát có thần thông lực siêu việt mười phương thế giới, biến bảy đêm thành một kiếp. Hỏi: do nhân duyên gì mà ở nơi một niệm Bồ Tát có thể đi đến mười phương thế giới? Đáp: do Bồ Tát tu tập bát nhã ba la mật mà được như vậy. Kinh: muốn được âm thanh vang khắp hàng xa thế giới và trong mười phương phải tu tập bát nhã ba la mật.
Luận, Bồ Tát có đầy đủ 6 thần thông nên có phạm âm truyền khắp 10 phương thế giới. Hỏi, phạm âm của Phật và Bồ Tát có khác gì nhau không? Đáp, phạm âm của Phật truyền đi xa vô hạn lượng, còn phạm âm của Bồ Tát tuy cũng truyền đi rất xa nhưng có hạn lượng. Như trong kinh Mật Tích nói, Ngài Mục Kiền Liên dùng thần thông đi rất xa đến các cõi Phật khác mà vẫn còn nghe phạm âm của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tựa như đang ở ngay trước mặt Phật vậy. Hỏi, như vậy vì sao Phật thuyết pháp mà những người ở xa chẳng có thể nghe được? Đáp, Phật âm có hai thứ, đó là mật âm, ngữ âm bình thường. Tùy theo quốc độ và căn cơ của chúng sanh ở mỗi quốc độ mà Phật thuyết pháp, những chúng sanh bình thường chỉ nghe được ngữ âm bình thường, nên phải đến gần nơi thuyết pháp mới có thể nghe rõ lời Phật. Các đại đệ tử của Phật mới thông rõ được mật ngữ. Như trường hợp Ngài Mục Kiền Liên, dù đi rất xa chỗ Phật thuyết pháp vẫn có thể nghe rõ được mật âm của Phật. Các đại Bồ Tát do đã được pháp thân nên ở đâu trong tất cả 10 phương thế giới cũng nghe được mật âm của Phật. Hỏi, nếu mật âm của Phật biến khắp cả 10 phương thế giới thì vì sao chúng sanh chẳng có thể nghe được? Đáp, chúng sanh do nghiệp báo ngăn che nên khi ở cách xa Phật chẳng có thể nghe được Phật âm, chẳng có thể thấy được Phật thân. Ví như người điếc chẳng có thể nghe được tiếng động, người mù chẳng có thể thấy được ánh sáng vậy. Trái lại, các đại Bồ Tát đã tiêu sạch các nghiệp chướng nên thường nghe Phật âm, thường thấy Phật thân mỗi khi niệm Phật. Bởi nhân duyên vậy nên kinh nói, Bồ Tát muốn được phạm âm của mình truyền khắp 10 phương thế giới, phải tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Kinh, muốn các thế giới Phật chẳng đoạn diệt, phải tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Luận, lời kinh trên đây mật ý nói, Bồ Tát muốn khiến hết thảy chúng sanh phát tâm cầu vô thượng Bồ Đề, tức phát tâm làm Phật. Hỏi, tâm đại từ đại bi của chư Phật và chư Bồ Tát rộng lớn duyên hết thảy chúng sanh ở khắp 10 phương thế giới. Như vậy, vì sao chư Phật và chư Bồ Tát ở các thế giới khác chẳng có làm lợi ích cho chúng sanh ở thế giới này? Đáp, Bồ Tát phát thệ nguyện độ hết thảy chúng sanh ở khắp 10 phương thế giới. Bồ Tát có tâm đại từ đại bi rộng lớn, có đầy đủ các phương tiện trí huệ, có vô lượng phước đức, có đại thần thông lực tùy duyên hóa độ hết thảy chúng sanh, chẳng có phân biệt ở phương này hay phương khác. Chúng sanh nào có duyên được gặp Phật, gặp Bồ Tát đều được giáo hóa và đều được độ cả. Phải nên biết có hai nhân duyên phát khởi chánh kiến, đó là nội duyên, ngoại duyên. Chúng sanh nào có đầy đủ cả hai duyên ấy mới tu được vô lượng phước đức. Còn những chúng sinh nào ở đời trước cũng như ở đời này chẳng gặp được đầy đủ hai duyên ấy thì chẳng có thể tăng trưởng thiện căn. Phật như mặt trời soi sáng vạn vật, nhưng người mù chẳng sao có thể thấy được ánh sáng mặt trời. Như vậy do chẳng có mắt sáng mà người mù chẳng có thể thấy được ánh sáng mặt trời, chẳng phải do mặt trời có lỗi, chẳng có chiếu ánh sáng đến người mù ấy vậy. Hỏi, thế nào gọi là các thế giới Phật chẳng đoạn diệt? Đáp, Bồ Tát ở trong chúng sanh tán thán Phật đạo hoằng dương chánh pháp, khiến chúng sanh phát được tâm tín thọ, tinh tấn tu sáu pháp ba la mật. Như vậy là Bồ Tát làm cho ánh đạo vàng tỏa khắp nơi, chuyển từ phương này sang phương khác. Lại nữa, Bồ Tát tu tập các pháp phương tiện đầy đủ trí huệ lực tiếp nối nhau giáo hóa chúng sanh, khiến đạo màu được lưu truyền mãi mãi từ đời này sang đời khác. Bởi nhân duyên vậy nên Phật đạo được duy trì mãi mãi, chẳng bao giờ đoạn dứt. Chính vì vậy mà Phật phó chúc cho các Bồ Tát phải duy trì Phật đạo, khiến giống Phật chẳng bao giờ đoạn diệt. Hỏi, vì sao ở chỗ trung địa quý trọng mới có Phật xuất thế, còn ở chỗ biên địa hạ tiện lại chẳng có Phật? Đáp, việc trang nghiêm Phật độ là bình đẳng không phân biệt, thế nhưng chúng sanh căn tánh khác nhau lại thường ham tu phước ở cõi người và cõi trời, chẳng có biết đến niết bàn Phật nên phải chịu giam cầm trong ngục tù ba cõi, bị trầm luân mãi trong bể khổ sanh tử luân hồi. Ví như mặt trời thường xuyên chiếu ánh sáng, nhưng có nơi được mặt trời soi sáng sưởi ấm, cũng có nơi vẫn triền miên chìm đắm trong bóng đen, chịu cảnh tối tăm giá lạnh. Những chúng sanh ở nơi tối tăm đó là phải thọ nghiệp hắc ám vậy. Người thấy được đại quang minh của Phật, được thấy quang minh của Bồ Tát là người được đại phước báo. Người biết sám hối hoặc đã quy y Tam Bảo, đã thọ năm giới, hoặc đã thọ giới xuất gia, hoặc đã tu thiền định, thì lâu ngày cũng sẽ thấy được quang minh của Phật, cũng sẽ được bốn quả sa môn, sẽ được niết bàn an lạc. Như vậy, ở nơi nào có vi diệu thiện pháp làm duyên khởi, thì ở nơi đó có Tam Bảo xuất hiện, có sáu pháp bả la môn, có niết bàn an lạc. Trái lại, ở nơi nào chẳng có phước đức thì chẳng có Tam Bảo. Chúng sanh ở các nơi đó do vì bị vô minh hắc ám che tâm nên chẳng có các thiện nghiệp khiến phải bị rơi vào các đường ác vậy. Hết quyển 30.